khám phá cho da nhạy cảm, hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thử thách lớn khôn. Điều đó có sẽ từ nay con sẽ lớn hơn, dần dần bước qua trong gai rất nhiều. Con sẽ không biết đâu vì bố mẹ luôn là người dẫn đường. Chỉ cần mạnh mẽ chút thôi, một chút nữa thôi. Ở tập trước, chúng ta đã cùng nhau lật mở từng trang trong câu chuyện gia đình của Hùng Tâm, Lina và Bona. Rất nhiều những khoảnh khắc hài hước nhưng cũng không thiếu phần đầm ấm và đầy cảm động vì những điều bất ngờ mà mỗi thành viên dành cho nhau. Dẫu biết đây sẽ là những khoảnh khắc nhỏ trong cuốn truyện dài của mỗi gia đình, nhưng chúng ta hãy cùng lưu giữ thật kỹ để cùng viết thêm thật nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ sau này nhé. Còn ở tập này, cả năm gia đình sẽ có một chuyến đi chơi xa cùng nhau. Đây cũng sẽ là chuyến đi dã ngoại, đánh dấu cho chặng hành trình cuối cùng của chương trình. Khác xa với những ngày đầu, ở chuyến đi này, tinh thần teamwork, tình thương mến thương của các gia đình sẽ lên cao nhất. Hẳn là năm nhà đang rất háo hức xuất hiện rồi, vậy nên bắt đầu ngay và luôn thôi nào! Tập 9. Chuyến du lịch nhiều niềm vui. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Thử thách lớn khôn mùa 2. Và Nikki rất là vui khi được đồng hành cùng với quý vị cũng như là các gia đình của chúng ta trong chuyến du lịch đầy niềm vui lần này. Và bây giờ thì Nikki đang có mặt tại một khung cảnh rất là đẹp, rất là mát, rồi gió biển tạt vào, rồi nắng, rồi tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà chúng ta thiếu một thứ quan trọng nhất, đó chính là con người, đó chính là những gia đình của chúng ta, những bé của chúng ta chưa xuất hiện ở đây. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào mừng các gia đình của chúng ta. Hello. Không phải tay chào chú nào. Cũng khá lâu rồi khi mà tất cả các gia đình chưa được gặp gỡ nhau. Thì khi mà gặp nhau rồi thì mọi người rất là vui. Let's go. Oh my. Hello. Hello bên này. Mấy hai hello mấy cô chú rồi. Quay qua đây chào cái. Hello. Nhà của mình nha, cá nhân mình luôn á, rất là mong đợi tới cái chuyến đi này. Tại vì đây là cái cơ hội để tất cả gia đình có thể gắn bó với nhau nhiều nhất. Trước đó, mẹ Ni đã tranh thủ giặt đồ để quần áo thật thơm mềm cho chuyến đi chơi của cô Bình thoải mái nhất. Hôm nay hai con ăn mặc gọi là tông sờ tông nhỉ, là cũng trắng đen giống nhau. Ai tới nữa vậy? Ồ, bây giờ là những gia đình tiếp theo đang tiến vào. Không biết ai tới này. Hình như là anh Quân của em. Hello con gái. Hello. Wow, đây còn mũ xinh quá này. Đã theo cùng với lại 4 gia đình còn lại suốt một mùa của Thử thách lớn khôn 2 rồi, cho nên là cũng cảm thấy rất là vui. Hôm nay ai cũng thời trang nha. Con chào kìa, con chào cô chú. Hello, hello anh chị. Hello với chị Lan Phương. Hello Lina. Hello, hello, hello con gái. Xin chào Kubi, xin chào Mona. Wow, hôm nay hai mẹ con mặc váy đồng điệu xinh quá này. Lina thì cứ mỗi ngày lại cứ hỏi mẹ ơi bao giờ thì mình đi vào Sài Gòn. Thì xong rồi Phương cứ bảo là khi nào con hết ốm đã. Đang vì con muốn chơi. Đang vì con muốn chơi. À, con ăn cá. À con muốn chơi cái game này ở trên máy bay đúng không? Nhưng mà con cũng thích vào để con gặp bạn Queenie đúng không?
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón gia đình anh Hùng Tâm. Anh Hùng Tâm, con chạy ra con đón anh vào nha. Hello, xin chào cả nhà. Hello. Chạy ra. Xin mời, rồi xuống đây. Ô, em khó bình. Đáng yêu. Chúng ta cầm tay nhau, chúng ta cầm tay nhau. Bạn kia tên gì? Mì Mí. Bạn ấy tên là Mì Mí. Mì Mí, có Mì Mí nữa. Ồ, Mì Mí cũng thích Elsa nha, nha Lina nha. Ula. Mì Mí là một cô bé rất là dạn dĩ. Đặc biệt là Mì Mí là ngày đầu tiên là đã mặc một chiếc váy Elsa. Nên là khi nhìn thấy là đã Lina và bé là đã có một sự kết nối với nhau rồi. Vậy là bây giờ tất cả gia đình của chúng ta đều đã có mặt ở đây đầy đủ rồi. Và ai cũng rất là fresh, ai cũng rất là thời thượng. Các con sau khi gặp lại các anh, các chị, các bạn thì thấy sao? Con vui quá, con ôm Lina. Thế à? Ôm sao nào, ôm sao nào. Ôm sao nào. I'm thinking of you, thinking of you, thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Now it's too late. Dễ thương quá vậy. Lâu rồi con không có gặp Lina, cho nên con nhớ Lina. Cho nên con gặp Lina là con chạy là con ôm Lina liền. Không biết là vì gặp lại anh Hùng Tâm thì con vui không? Con nói sao? Dạ vui. Dạ vui. Ok, tinh thần của các bé là đã sẵn sàng rồi đấy. Chắc là chúng ta sẽ đến ngay với thử thách đầu tiên luôn nha mọi người. Trời ơi, nhanh quá vậy. Vừa vào cái làm thử thách luôn. Tại vì là chương trình là không chờ đợi. Khi mà mọi người chơi, mọi người trải nghiệm mệt rồi thì điều mọi người mong muốn nhất sau mỗi ngày đó là gì? Mời con. Dạ đi ngủ. Đi ngủ thì phải có giường, mà giường thì ở trong phòng. Đúng, hay quá, rất chi tiết. Vậy thì thử thách đầu tiên của chúng ta đó chính là cuộc chiến tìm phòng. Yeah. Mình đi tìm chỗ đi ngủ đi con ạ. We need to find a room. Lượt này sẽ là lượt chơi của các bố và các bé sẽ cùng nhau lựa chọn. Còn các mẹ sẽ ngồi chờ xem các bố và các bé sẽ lựa chọn được căn phòng nào. Chương trình của chúng tôi sẽ chuẩn bị 6 chiếc chìa khóa. Và nhiệm vụ đầu tiên của mọi người sẽ là lựa chọn từng chiếc chìa khóa một. Mọi người sẽ cầm chiếc chìa khóa này và đi kiếm 6 vị trí nơi mà chúng tôi sẽ đặt những con gấu bông cũng như là những chai nước xả vải để mọi người có thể thử thách. Tham gia thử thách thì mọi người sẽ lựa chọn giữa nước suối và giấm. Nếu mọi người lựa chọn uống được nước suối thì mọi người sẽ có cơ hội thử chìa khóa của mình ở căn phòng đó. Còn nếu mọi người uống phải nước giấm thì mọi người bắt buộc phải chuyển sang căn phòng khác. Và cứ thế đến khi nào mọi người tìm được căn phòng phù hợp với chiếc chìa khóa của mình thì sẽ tìm được nơi nghỉ dưỡng. Trong những chiếc chìa khóa mà chúng tôi đưa ra lúc đầu sẽ có một chiếc chìa khóa không phù hợp với bất cứ một căn phòng nào hết. Điều đó đồng nghĩa với việc gia đình này sẽ đối mặt với nguy cơ phải nghỉ dưỡng ở lều. Bây giờ là có 6 màu thì các con sẽ được lựa chọn chìa khóa cho nhà mình nhá. Và quyết định xem là gia đình của mình có được ở trong nhà không nhá. Đây nha. Bình ơi, Bình ơi, tất cả mọi thứ nó đang dồn về một cái quyết định của mình đó Bình. Đúng rồi. Màu xanh rất là phù hợp với gia đình của chúng ta. Ê, màu hồng giống màu đỏ giống nhau nè. Cái màu hồng. Cái màu hồng con. Đúng rồi. Con lấy màu đó. Không ổn rồi. Màu vàng á. Màu vàng. Màu tím mà Mona. Màu vàng. Hôm nay linh cảm người ta muốn lấy màu vàng. Bây giờ các con ơi, các con dơ màu cho chú xem được không ạ? Ngoài việc là chìa khóa này phù hợp với những căn villa thì chúng ta có màu sắc tương ứng trên các chìa khóa đúng không ạ? Màu sắc tương ứng này sẽ quyết định mọi người sẽ di chuyển đến căn villa bằng cách nào. Chúng ta có những phương tiện ở đây là có 2 chiếc xe đạp và 2 chiếc xe scooter. Vậy thì nếu mà màu của mọi người không trùng với bất cứ một phương tiện nào ở đây thì có nghĩa là mọi người đi bằng những đôi chân trần này. Nani? Trên mỗi chiếc xe này sẽ có gài gắm một vài chi tiết màu sắc. Nên mọi người lên và mọi người có thể tìm xem là mình có phù hợp với màu này không. Cái chiếc xe đạp đầu tiên là màu xanh dương rồi con ơi, đây. Cái này phải màu của mình không? Ai nói với con? Đây, xanh dương, màu xanh dương. Màu xanh dương nè, cô Bền ơi. Đây, màu xanh dương của con nè. Rồi, cho cô Trang mượn rồi, cô Trang mượn rồi. Để cô Trang coi. Màu vàng. Thôi, Mona
thôi, Mona đổi đi. Mona. Rồi, Mona ơi. Với màu xanh dương đổi nhau nè. Đổi màu hồng đi. Rồi, đây con màu xanh dương đây. Ok, yeah. Mona, Mona đổi cho con rồi. Mona đổi cho con rồi. Đây là màu xanh lá cây. Cái này màu gì? Màu tím anh ơi. Màu tím nè, màu tím, màu tím. Không, màu hồng. Màu tím, ta thấy màu tím. Mọi người đã có hết tất cả các phương tiện của mình rồi đúng không ạ? Còn bây giờ thì cuộc chiến tí phòng bắt đầu. Chạy nhanh không? Just like that or faster? We walk. Thì cái game đó thì không phải là game tốc độ, cho nên là Phương cũng không có lo lắng quá, vì là mỗi người cầm trên tay một chìa khóa, chứ không phải là kiểu chạy thật nhanh để đến lấy chìa khóa thì chắc chắn là Phương sẽ lo lắng. Thôi mà bá chắc vô nha. Chúng ta ở lều cũng được. Wow. Đúng rồi. Mà bá chắc vô nha. Ở đâu cũng được. Con thấy rất là háo hức. Yippee. Thì anh cũng đã sẵn sàng cái tinh thần là anh ở lều, và anh muốn một lần để cho con mình thấy được cái cảm giác đó như thế nào. Chú sao Mona đi với. Rồi chúng ta sẽ đi tìm một cái căn nhà của chúng ta. Mai Chi. Mai Chi. Không nặng không? Bây giờ chúng ta phải đi tìm một căn nhà. Không thì chúng ta sẽ phải ở lều. Chìa khóa ba cầm giúp con rồi. Thực sự lúc đấy rất là nắng. Cái mà Hưng lo nhất là Bona, sợ Bona kiểu như là sẽ mệt, rồi sẽ kiểu như không hợp tác với mình. Nhưng mà khi mà thấy Bona, thấy các anh các chị đi trước thì Bona cũng đi theo, rất là, nói chung rất là vui. Ba Quân có chừng có tính thời gian đó. Không có tính thời gian. Đưa đây ba sửa xe cho chú Pha Bô coi. Tại sao nó rớt ra đây? Nó cũng như không anh trai ơi. Ba tính kéo cao lên để cho ba chạy, nhưng mà thành ra là nó bung ra luôn. Ba bớt cứ đi theo cái đây đi. Ở đây có một gái hả? Rồi bây giờ con trai con vô thử thôi coi. Sao vô vô luôn ơi, gửi xe luôn ơi. Anh Mìn. Anh Mìn ơi, đợi em với. Dạ. Mà tối nay con muốn ngủ lều không? Dạ. Không đúng không? Con muốn ngủ lều không? Dạ mẹ. Ngủ với mẹ hả? Hi. Ok. Marina có một nhà rồi kìa. Bây giờ như nào nhỉ? Đi tìm cốc nước à? Hay mở. Đây, đây, đây rồi, căn nhà của mình đây rồi, Mona ơi. Vào thôi. Kìa có con gấu mà trai cũng phải. Nhà này không có con gấu. Ê, kìa, nhà này. Nhà con gấu kìa bên. Nhà này. Dạ, nhà con không có phương tiện luôn, mà con thấy đi với ba con vui, tại vì con được tập thể dục, tại lúc đó cũng là buổi sáng luôn. Wow. Con chọn cho ba một ly đi. Con chỉ một ly đi, con chỉ một ly. Chỉ ly nào? Ly này ạ. Ok. Chị Quinny này. Ừ, bóc đại đi, nhanh lên. Rồi, vô, vô. 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 Mày vô rồi, Bình. Hey, Bình. Rồi, mình đi vào cái luôn. Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá làm gì. Yeah, đập tay, đập tay. Đấy, đi qua khác con, mình đã mất, mình mất được cái này rồi. Đi, đại ca ơi. Con. Đi tìm cốc nước. Trời ơi, nước này ở đâu vậy? Hả? There's a cup of water. Đâu nước đâu? Nước chưa? Nước đâu? What? Không thấy nước đâu cả. Không nhớ là ba cái nhà đầu Phúc không thể tìm được cái khay nước ở đâu, Phúc không biết nó nằm ở đâu luôn. Ba ấn giúp nhá. Chìa khóa thì không vào được mọi người ạ. Cô này đây không phải chìa khóa trong căn nhà rồi. Phải tìm khay nước đã, có khay nước không? Không có khay nước nào hết. Không có. Ở trong á. À, đây đây. Con đứng đây với chú Quân, chú Nghiệp đây, ba đi ra. Đây đây. À. Có
có vẻ chương trình lại giấu chỗ khác nữa rồi. Khay nước đâu? Ủa ác chứ ta. Không có luôn. À đây 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 đây. Đây đây em lấy vô. Tới căn nhà thứ hai thì bắt đầu tới ba mới thấy nó hấp dẫn nè. Cái khay nước không có nằm ngay cái chỗ đó nữa. Mà tất cả mọi người cùng nhau đi kiếm cái khay nước thì cái khay nước nhét ở trên cái kẽ của tuyết ở trên cái mái nhà. Ủa vậy hả? Leo lên mới thấy được cái khay nước. Rồi. Đây. Còn Tâm. Mỗi bạn lấy một ly. Con chọn bất kỳ nào. Không. À, lấy luôn bạn yêu ơi. Con cầm luôn. Lấy luôn con bạn yêu ơi. Bên chọn một ly. Bên chọn một ly. Ok, đây đưa bà, đưa bà không? Con muốn, con muốn, không được. Yes sir. Được không hả bá? Dặm tiếp luôn. Cảm ơn con trai. Ủa nhà kia có em mà. Nhà kia không vào được anh. Có đưa ly lọc. Đây à. Con chọn ly lọc nhưng mà nó chật chè là con cũng phải đi thôi chứ con không làm gì được đâu. Mọi người hay ha, tại vì là số lượng là 5 ly nước lọc và 7 ly nước giấm lận. Mà mọi người uống được vào ly nước lọc. Nước lọc thôi á. Vậy là lát nữa gia đình của chị cũng đợi. Sao chuyện này? Ông Hưng hay tay thúi lắm. Không em, cái này là Bona chọn. À Bona chọn thì còn may ra ông Hưng tay thúi. Con chọn ly nào? Ly này đi. Đúng không? Chắc chưa? Dạ. Ê, hình như ba người đi mua giấm rồi. Bona chọn sai rồi. Kinh quá. Thôi đi thôi. Không được, mình chỉ chọn một lần thôi con. Đi thôi. Chú vào một lần không được. Từ từ để chú đúng. Chú cố chấp quá. Hiện tại là có bé Corbin đã uống được cái ly nước lọc rồi. Nhưng mà mình chưa có mở được phòng nào hết. Hên quá. Hên lũ nước lọc quá. Không phải rồi. Cho chọn phòng khác. Nhanh. Mỗi lần mà nhìn thấy một chú gấu ở đằng trước cái phòng là bạn ấy cười ha 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 ha. Mình là hào hứng chạy vào. Xong đi tìm nước cho mẹ. Hello. Wow. Wow. Mình đã tìm được hay quá. Mẹ còn chưa thấy. Mình đã chọn cho mẹ đi. Cậu này đi. Thật không? Kìa, này, kìa kìa. Yeah. Thôi để ba bưng ra cho, để ba bưng lấy hình cho. Chú Hoa Bô bưng vô toàn ra gì đâu không à. Rồi, các bạn mọi người chọn một ly. Mọi người chọn một ly. Một ly nha. Chưa đi, mọi người hãy thành tâm bốc ly nước đi. Rồi. Bốc có tâm một tí đi, bốc ra bốc ngoài đi. Ly thôi. Rồi, nữa hả? Ô, nước nha. Wow. Nước lọc hả ba? Ừ, sẵn. Đi vô ha, vô mở cửa. Vô mở cửa nhà mình đó. À, vô rồi. Cái dù khóa nó vừa cái nhà 605 luôn, cái con vô đầu tiên luôn. Dạ em chúc mừng nhà chị Vân Trang mình đã tìm được phòng rồi ạ. Trời ơi, thấy chưa, thấy nhà mình giỏi chưa? Thiệt lòng luôn nha, là không muốn mình tìm được nhà đầu tiên đâu. Để tìm được nhà đầu tiên là vô cái nhà không chán lắm, có gì đâu. Đã chơi là phải chơi tới cùng. Ít nhất là chồng mình cũng phải uống 5-6 cái ly giấm. Bây giờ mình sẽ di chuyển đến cái phòng mà mình đã tìm được luôn nha chị. Đó là phòng Aqua Villa 605. Xuống quá vậy trời. Chỗ đó là chị nhất. Cả có khác. Villa bự không em? Bự lắm ạ. Ok, bye bye mọi người. Bye bye, bye, bye chị. Trời ơi, sao này giỏi vậy? Trời ơi, chưa quá vậy. Trời ơi, này hay quá vậy. Chứ thắng rồi. Đầu tiên có nhiệt nhẹ luôn á mẹ. Đi vô, đi vô. Rồi, đó, chúng ta đã được vào nha. Trong nhà có sẵn trái cây luôn nè. Rồi có tivi luôn nè. Rồi mình mới ngồi lên đây, ok. Hạnh phúc quá. Nhà này có ai chưa anh? Đây, vô, cảm ơn anh trai. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú với anh trai vậy. Đây. Đây, sao hay quá vậy. Con gấu đâu? Nhanh lên. Đúng chúng rồi. Chúng ta phải nhanh lên. Đấy. Con gấu. Nào đi thôi, nhanh lên. Đi thôi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Bây giờ con tìm cái khay nước nha. Con kiếm mấy cái ly nước. Đây, Hồng Tâm. Rồi, hai đứa chọn.
Rồi bình chọn cái đó, cầm đi. Cầm, rồi, công tâm. Rồi, chắc chưa? Đợi em đấy. Anh ba bột nãy giờ như là toàn giấm hay sao ấy. Đó là bà ba. Con chọn đi, con chọn cho ba. Rồi anh chọn cho em rồi nè. Anh Nghiệp đã uống trúng nước giấm à. Trời ơi. Cũng không biết nên vui nên buồn cho anh nữa. Anh Fabo cũng vừa mới uống trúng nước giấm à. Chắc lần đầu tiên luôn á. Thì hồi nãy là được uống nước lọc, xong là lần thứ hai là uống giấm đó. Sao nhà này đông vui thế, tìm được nhà rồi à? Sao nhà này đi vào nhiều người thế? Chị vô đi nhiều khi nhà này của chị á. Em là nước hay là gì? Em chịu uống nổi không? Từ nãy giờ chị toàn uống giấm. Em giấm không mà ghê quá. Phương có gặp nhà của Fabo, nhà của Quốc Nghiệp và Phương cũng có một chút nhẹ nhõm. Đấy là họ cũng toàn uống giấm. Không thể nào. Không thể nào là cái cốc thứ 5, thứ 4, thứ 5 vẫn là giấm. Thế nào con uống một cốc nào. Ở trong này nè, phòng ngủ nè con. Ôi phòng ngủ đẹp lắm nè. Ôi ở ngoài này đã quá à. Cây tre chăm đốt luôn quá chị. Cây tre chăm đốt ba anh. Cây tre chăm đốt. Cây tre chăm đốt luôn. Cây tre chăm đốt. Ba ba mà có trai con rồi không? Có chứ con trai. Lên luôn. Yes sir, sao? Hay quá vậy. Sao hay quá vậy á? Tại ba là ba của Biền đó. Đi ra kìa, nó ba có đẩy con nữa không? Sao ba hay quá? Như vậy á, thương lắm. Con chỉ cần lái thôi. Đó, rồi, hai anh em cầm nhau. Đấy, con chỉ cầm lái thôi. Có một khúc rất là đáng yêu đó là anh Hùng Tâm khi mà đi xe đạp ấy. Anh Hùng Tâm ngồi bên trên và anh Hùng Tâm đèo bố ra đi đằng sau để tìm nhà. Yêu nhỉ. Rồi, chúng ta đã đến nơi rồi. Chúng ta đến nơi rồi. Rồi, thắng lại. Từ từ, bình tĩnh. Yeah. Thương hai đứa nhỏ quá à. Hai đứa nhỏ nhất mà tìm phòng khó nhất luôn ấy. Đúng rồi. Nắng luôn. Nắng quá. Rồi. Chọn. Bình chọn một ly. Rồi. Đâu, Hồng Tâm, chọn cho bá một ly nào cho nó ngon ngon. Yes, sir. Nước. Đâu, anh uống hết đi. Đây. Đó, nước nha. Yeah. Hai ly nước rồi. Đúng rồi. Ủa ông Hưng, ông nói với em á là ông uống giấm nhưng mà ông sẽ coi như là uống nước lọc, uống hết nguyên ly luôn. Không biết có làm được không? Kỳ quá. Dạ, nãy giờ là ba của bé Bona là uống rất nhiều lần nước giấm rồi nha. Cho em nói tay thúi mà. Em nói đâu có sai. Bây giờ chúng ta xác định. Chúng ta xác định là ở lều cho nên là à, ở phòng được thì vui. Đây. Còn không được thì mình vẫn vui, con hiểu không con trai? Mở. Rồi, yeah. Được rồi. May quá thì con cho ba uống một cái ly. Nó không có bị giấm mà không được mở phòng được. Hiện tại là chưa có gia đình nào tìm được nhà nữa hết. Trời thương quá à. Chị chưa được uống một cốc nước nào. Chị không tin là 50%. Hello Lina, mình đã có nhà. Con là người đầu tiên. Hay quá à, chúc mừng con. Chúc mừng Queenie đi. Đây là Queenie, là nhà này. Queenie tìm được nhà rồi. Thế thì nhà này không phải đâu, nhà này. Ok. Ôi nước kìa. Rồi chọn kỹ nha. Cái nào? Chỉ vô. Cái này phải không? Rồi đứng dậy. Lina chọn cho mẹ đi. Con chọn là đúng đấy. Nữa nghe chương trình. Yes. Đi ra, nhà này là nhà của chú rồi. Bây giờ mình đã test tổng là 5 căn. Đây là nước con ơi. Cảm ơn con. Đó là đúng là nước rồi. Đi. Em muốn chia buồn với chị. Đây giờ. Anh pha bồ nãy giờ làm uống được rất là nhiều nước lọc nhưng mà mình chưa có mở được cái phòng nào hết. Thế thì đúng rồi, thế thì bên này dễ lắm này. Chết rồi. Oh no. Đi coi. Nè, đây con rồi. Đi. Con chọn. Bây giờ con chọn đi. Con chọn một ly. Rồi, okay. Con chọn bất kỳ một ly nào cho bác. Yeah, đập tay. Yeah. Rồi, giỏi quá nào. Rồi. Ba Bona vừa được uống trúng nước lọc.
hy vọng ạ. Bây giờ không biết có mở được không nè. Quan trọng là có mở trúng hay không nè. Em nghĩ mấy lần trước là uống nhiều giấm, nhiều khi là phòng của Bona đúng luôn rồi. Mà uống nhiều giấm quá nên cứ phải bị tua đi á. Cố lên, cố lên. Nữa vào đi con. Đây đây, ba ghim lại cho, ba cắm lại cho. Ui, không được rồi. Không được. Ba Bona cũng thất bại luôn rồi, không mở được phòng rồi. Con uống thử đi. Ủa, em còn hết luôn nè, cho nó đỡ cách nước. Nước lắm. Yeah. Đến rồi. Mở thử, mở thử. Mở được không? Last one day. Cố gắng. Chúng ta đã có phòng rồi. Gia đình anh Nghiệp cũng đã tìm ra được phòng rồi. Ôi xong rồi, gia đình mình một người uống liều luôn. Em nói rồi, em linh cảm không tốt mà. Em linh cảm tốt lắm, trời ơi. Chú, vô lên phòng con đi. Rồi, chú biết rồi, chú biết rồi. Rồi, cảm ơn con. Con sẽ nói với em con qua đây. Được. Trời ơi, mình đang xác định ở liều rồi. Có nghĩa là trong cuộc sống này á, khi mà mình xác định những cái điều mà không may mắn đi, thì tự nhiên may mắn nó đến thì mình sẽ cảm thấy vui hơn. Vui ở thời điểm đó thôi, nhưng mà mình không có thấy sảng khoái. Vì sao vậy? Bởi vì giống như là mình chiến thắng mà mình biết trước vậy đó. Mình phải chiến thắng, mình không biết nó mới là cảm xúc nó dâng trào. Xuống đi, xuống trần đi anh. Khổ quá. Nói chung là sao cũng được hết đó, đúng không mọi người? Xin mời các bạn. Nhóc đi đầu mất tiêu rồi. Mình miếng ăn nhau không? Em ăn nhau nha. Để ăn nhau. Anh ấy đã mở được phòng rồi. Có phòng luôn hả con? Dạ con thấy rất là vui. Rồi ok. Rồi bye bye Mì Mí nè. Bye bye Mì Mí nè. Nói chú ơi, con chưa tìm được nhà. Con chưa tìm được nha. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Không ba cái. Yêu con. Yêu ba. Ba yêu Bình Hương. Con bé ba. Ok, thank you. Đây mà, đây mà, đây mà. Mình vào lại căn này đi. Chết rồi. Như này à? Ok. Trời trời ơi, trời ơi, bảo ta. Mà làm đúng rồi em. Nhưng nghe nhiều cũng thấy rất là sốc ruột. Vì Bona trời rất là nắng, gặp ba Hưng uống giấm nữa. Mà mình cũng đoán trước được rồi là tay của Hưng rất là thúi. Tay Bona. Tay Bona chuyển cho anh, xong rồi anh cầm cái ly đó, nó đổi thành từ ly nước lọc, nó chuyển sang ly nước giấm luôn. Bona là người chọn ly nước cho anh và để anh uống. Thấy hai cha con thúi như nhau rồi. Trông kiểu như mình sắp thi nhau ra lều ấy. Kiểu thi xem ai đi ra lều nhanh hơn. Hai bạn, mày mày quá đi thôi. Đây 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 đây, bà bá nói nghe nè. Các bạn có phải các bạn thích ở lều không? Dạ có. Mày mày có thích ở lều không? Dạ có. Ở lều đã lắm luôn á, vui hơn ở khách sạn nữa. Hiện tại là mình có một cái gia đình xung phong ở ngoài lều, đó là gia đình anh Quốc Nghiệp, bởi vì hai bé đều thích ở ngoài lều hết. Thôi nhưng mà vậy không công bằng. Đúng rồi. Đúng. Vậy không công bằng. Bây giờ phải ép. Bây giờ dù thích ở lều mà vẫn phải ép ở trong nhà. Ngày này mình vào chưa mẹ quên rồi. Nhà 6 là 4 nè, em nghĩ nhà là mình vào nhà đầu tiên đi. Nhà đầu tiên là nhà nào? Nhà này chị uống nước chưa? Không biết nữa, không có nhớ. Không nhớ luôn á. Phương chỉ biết là một trong những cái yếu điểm nhất của Phương từ nhỏ đến giờ đấy là về phương hướng của Phương. Riêng cái gì mà liên quan đến phương hướng mà đi tìm đường là Phương luôn luôn dở. Con phải lựa một ly cho mẹ đi. Cái này uống rồi mà không ai vô. Nước lắm mà chị. Ừ, nước rồi, mở. Nhưng mà hình như nhà này mở rồi. Gì vậy cô? Vô rồi kìa. Yeah. Wow. Ủa, này đi. Sao nãy giờ cái nhà này đầu tiên mình chị chưa vô? Không, chưa. Uống giấm rồi phải bỏ. Toàn là uống giấm không? Wow. Ôi trời ơi. Queenie vào đi chơi không? Queenie. Nhà Queenie kế bên nha. Cô cũng thấy là Queenie với Lina là có một mối quan hệ, một cái sợi dây kết nối rất là hay. Từ cái ngày đầu tiên mà chỉ sau khoảng 2 tiếng là các bạn ấy đã thân nhau này. Thích Elsa giống nhau, rồi đến việc mà hai cái villa ở cạnh nhau. Ôi cái này đúng là tìm được phòng là phải may mắn lắm á. May mắn lắm ạ. Thôi bây giờ mình deal đi. Bây giờ đứa nào mà bị ngủ lều thì qua bên kia ngủ. Được không? Dạ được. Ok. Chọn kỹ giùm ba. Rồi, chọn. Ô mấy anh. Ok, yes sir.
Yes sir. Hay quá. Đây. Nhà này là nhà của ai? Nhà của mình. Nhà của mình đúng không? Thử nha. Ủa? Hình như cái nhà này hồi nãy mở rồi. Nani? Trời, mất thời gian quá. Rồi, ba Fabo không mở được cửa luôn. Chết rồi. Rồi. Gia đình tôi ở làm sao? Nhưng mà em không hiểu sao trộn trộn dữ quá. Kiểu gì mà giờ vòng vòng cũng về anh Fabo là sao ta? Không hiểu. Bà lấy ly này nhá. 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 Yeah. Yeah. Rồi đi thôi, đi thôi. Em ngủ được nhà này chưa? Em ngủ được ly nước rồi. Ở bây giờ mình mở thử đi. Nào ở đây chắc hả? Là nhà này nào. Chưa chắc nó mở đâu. Đây rồi. Đây. Ôm chưa mở chưa. Rồi để chú Quân nhận cho. Quay coi. Mở nào. Mở. Đâu. Đâu. Em đã cho chị nương tựa. Em ở chỗ nương tựa rồi chị yên tâm. Chú Quân có vía mở cửa. Chú Quân có vía mở cửa. Con cảm ơn chú Quân. Con cảm ơn chú Quân. Rồi bye bye. Con cảm ơn này. Lúc đấy là bé Winnie cũng ở đấy. Bé anh Quân cũng ở đấy. Thì trước đấy ấy, người tìm được căn phòng đầu tiên ấy, mở căn nhà đầu tiên ấy là anh Quân với bé Queenie. Mình nhờ sự may mắn đó và anh ấy mở thì đúng là trộm vía là anh ấy có tay mở chìa khóa thật. Mở cái là được căn nhà ấy luôn. Bye. Ở nhà vui vẻ nhá. Dạ, lát qua chơi nha. Nhà em bự. Có muốn ở lều không? Đổi nè. Nhà em villa bự lắm. À lát ok chơi ok. 606 4 nha. Mẹ kìa. Hello mẹ đi. Mẹ kìa. Trời ơi sao mà sốt ruột quá. Mẹ Vân Trang đi rồi. Xong rồi mẹ Mỹ Nhân cũng đi luôn. Còn có mình nè à. Mà mình nghe nói là đã quay lại cái nhà đó. Đã đi qua hết 5 căn nhà và không trúng cái nhà nào và quay lại cái nhà đầu tiên. Thì mẹ nghĩ có khi nào là không phải căn nhà nào không trời. Vậy là mình ở lều rồi, chết rồi. Bình ơi, Bình ai thương Bình nhất? Ai thương con nhất? Ba bồ. Đúng vậy thì con làm ơn con lấy cái ly nước cho ba. Rồi ly nào, ly nào. Yes sir, yes sir. À, xấu số nha. Yes sir. Đây. Nhà này chắc cô Bình rồi nè. Không, vậy là cô Bình ở liều hả? Chật lất nữa hả? Dạ không, cái này ok mà em coi phải nhà em không đã. Còn cái này mà chìa khóa này mở không được là em biết em ở đâu tối nay rồi anh. Chắc ơi. Là nhà này rồi chứ đâu có hết rồi. Yeah. Yes sir. Ủa vậy đâu có ai ở lều đâu. Yeah. Đúng rồi. Để đi luôn. Đi luôn. Không phải ở tạm nữa rồi. Cuối cùng á là được ekip thông báo là được rồi, chúc mừng ba Bô đã mở được cái villa đó. Trời mẹ đi mừng vô cùng luôn, la lên vậy chứ. Vậy đâu có ai ở lều. Cái chìa khóa màu tím là lều. Trời sao mình hên vậy. Đúng là năm gia đình rất là may mắn luôn. Bóc đúng hết năm cái villa, còn cái lều là không bóc. Wow. Mà hên quá, con Bình không thích màu hồng hay là màu tím. Con thích màu xanh dương, trời ơi. Wow, có thật là giỏi luôn á con Bình ơi. Kìa trời ơi, ba với lại con Bình quá giỏi luôn. Yes sir. Wow, nhà phòng to quá ba ơi. Phòng đẹp quá ha. Vậy tối nay con ngủ với ai? Mẹ. Thế còn ba thì sao? Cho ba ngủ ở dưới. Ba ngủ ba thì sao? Cho tôi ngủ với bạn đi. Đi mà. Con đang ngủ với mẹ rồi. Con đang ngủ với ai? Mẹ. Ngủ mẹ. Yeah. Bye bye. Bye bye. Con bóp ly nước giống hai lần luôn. Lần số 3 cũng mới ra được ly nước. Nước lọc á. Rồi ba uống nước chấm ngon không? Không. Chua. Chua. Mới lần đầu thôi mà ẹ rồi. Mà cái nhà này là con kiếm được hay ba kiếm được vậy? Con cần kiếm được. Wow. Mẹ tự hào vậy con. Con tự chọn ly nước cho ba. À con tự chọn ly nước cho ba luôn. Nhưng mà con chọn cho ba là nước hay là giấm vậy? Con chọn cái gì con có nhớ không? Nước giấm. Con chọn giấm cho ba hả? Con chọn giấm. Thế ba uống xong mặt ba làm sao? Tả lại mẹ coi coi. Trời ơi, đâu con quên qua đây là con làm cho mẹ coi coi. Ba làm vậy đó hả? Trời ơi. Anh hai. Dạ. Xoạt ngang lên đây, rất là đã, mát. Một hai. Không xuống luôn. Đó, dọc một cái luôn. Đó, bên kia luôn. Hai giây.
ốm lắm. One little monkey jumping on the bed, one fell off and bumped her head. Mommy called the doctor. No, you said it. Mommy called the doctor and the doctor say. What did the doctor say? No more jumping on the bed. No more monkey jumping on the bed. Vậy là gia đình nào cũng có nhà, tất cả cùng vui. Giờ thì đến thử thách tiếp theo thôi. Thử thách lớn không? Chào mừng quý vị và các bạn và tất cả các gia đình đã quay trở lại với Thử thách lớn không? Sau khi mà mình đã ở trong cái căn phòng đầy đủ tiện nghi thì mình cảm thấy như thế nào ạ? Không bằng lều. Không bằng lều, đúng rồi. Em là em phải ở lều thì em mới sạc đủ năng lượng. Mọi người ơi, cho em ở lều riêng, em không liên quan gì hết nha. Về lều thì chương trình không thiếu nên mọi người cứ thoải mái đăng ký thôi. Nhìn mọi người có vẻ là tươi mới hơn này. Hôm nay bây giờ đã có đồng phục này và các bé thì nhìn cũng có rất nhiều năng lượng rồi. Không biết là mọi người đã sẵn sàng cho cái thử thách của ngày hôm nay chưa ạ? Sẵn sàng sao bên? Sẵn sàng. Thử thách của chúng ta ngày hôm nay mang tên khai mở kho báu. Khai mở kho báu là đã không? Là cuối cùng là chúng ta có kho báu đúng không? Là Queenie, con thấy sao? Thấy ok không? Em thấy khoái. Khoái à? Cầm báu. Có eo eo. Bình thường kho báu thì sẽ có gì nhỉ? Dạ, kho báu có tiền. À, có tiền. Có vàng. Có vàng. Elsa. Elsa. Bố mẹ. Bố mẹ. Nhưng mà quan trọng là chúng ta làm cách nào để có kho báu. Tất cả gia đình của chúng ta sẽ phải trải qua 3 trạng thử thách để có thể nhận được những chiếc chìa khóa mở hòm của kho báu. Và tổng cộng sẽ có 15 chiếc chìa khóa, nhưng mà trong đó chỉ có duy nhất một chiếc có thể mở được kho báu thôi. Đó. Và ở mỗi trạng thì gia đình nào hoàn thành thử thách thì mới nhận được một chiếc chìa khóa. Và sau khi trải qua hết 3 trạng thì các gia đình sẽ cùng nhau tổng hợp lại số chìa khóa và đem đi để mở dương kho báu. Mọi người nên nhớ, mỗi thử thách của chúng ta thì không phải là làm đến khi nó xong thì thôi, mà chúng ta sẽ làm trong một quy định thời gian. Nếu trong khoảng thời gian đó mà mọi người chưa vượt qua thử thách thì mọi người bị đánh là trượt và sẽ không có cơ hội nhận được chìa khóa nữa. Các gia đình đều đang đi tìm chìa khóa, nên là trong mỗi một cái thử thách thì không phải là thử thách để thắng cuộc, mà chỉ là thử thách hoàn thành thử thách để chúng ta nhận được chìa khóa. Trạng một của chúng ta có tên là Mò trứng đấy. Các mẹ sẽ xuống dòng sông để mò 6 trái trứng. Các em bé sẽ đứng sẵn ở trên bờ để nhận trứng từ mẹ và phải thật nhanh đưa về phía bố đang ngồi ở chiếc ghế kia. Nhiệm vụ của bố và bé là ăn hết 6 trái trứng mà mẹ mò được. 6 trái nha nuôi. Thời gian cho thử thách này là 10 phút. Có một gia đình vắng bố David và một gia đình vắng mẹ Mai. Thành ra là mình sẽ gộp lại. À là nghiệp ăn 12 trứng. Tại vì mỗi nhà đều đang thiếu một người, tạm thời thiếu một người. Mà các trò chơi thì đều cần 2 người. Thế thì việc mà kết hợp lại như thế thì mọi người đều có đủ tay đủ chân và cùng có một cái sự gắn kết với nhau, và các bé cũng có sự gắn kết đặc biệt với nhau hơn. Cứ một gia đình hoàn thành là được một cái chìa khóa. Dạ vâng, một gia đình 6 trứng, một chìa khóa trong thời gian 10 phút. Xin mời mọi người vào vị trí. 1, 2, 3. Yeah. Ba lại gia đình mình vô. 4 người nha. 1, 2, 3. Yeah. À, tối qua ngủ mớ. Sáng nay chứ lộn, sáng nay ngủ mớ tự nhiên. Anh Bình à? Anh Bình đâu? Hả? Tự nhiên anh Bình đâu? Cái mình nói cái gì hết trời. Cái mình tưởng đâu là Bona thức. Cái mình người qua nói anh Bình ở nhà ngủ chứ đâu con. Anh Bình ở phòng anh Bình ngủ rồi. Cái mình quay qua nhìn thấy đang nhắm mắt mà. Anh Bình đâu? Tôi bị sốc luôn á. Tôi nói trời chết rồi. Thôi xong rồi tương tư ở trong giấc ngủ luôn rồi. Các mẹ đã sẵn sàng chưa hả? Dạ sẵn sàng. Nhìn các mẹ rất chill. Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến ngay hôm nay. Dạ thôi chưa, từ từ đi chưa? Ạ. 1, 2, 3. Tính giờ. Chị ạ? Bắt đầu có người bấm giờ đó, 10 phút đó. 10 phút hả? Cố lên mẹ cha, cố lên mẹ cha, cố lên. Thôi ngắm cảnh xem hoa. Trời ơi giống như là cái gì mà nó dễ ơi là dễ. Đây nè, đó nè. Hả? Đây nè, nè. Đây này đẹp luôn á.
Bên cửa Vũ là mẹ sẽ bị hoang mang bởi cái lời của mình. Thế bây giờ mình cổ vũ cho mọi người. Cô lên. Đói quá rồi. Đi xuống nhặt chứ sao bỏ vô rổ rất là điềm đạm. Xong rồi đi tới cuối con đường đưa cho con mình. Xong rồi đưa ra cái lên ăn trứng ké. Trời nó sướng, nhìn nó sướng vậy. Chắc cái game này là cái game mình sướng nhẹ nhất luôn ấy. Mẹ đi cố đi. Cố lên mẹ Lina. Cố lên mẹ Lina. Cố lên mẹ Lina. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh thường gấp quá mẹ ơi. Mẹ bình tĩnh miếng thịt. Mẹ bình tĩnh đi mẹ. Trời ơi, ở đây nó càng nóng nè, đã quá hả? Đây nữa nè, nhiều quá nè. Nhưng mà mình lấy càng nhiều thì phải ăn càng hết hả? Bé đầu là thường hay mổ? Thường. À. Chứ vợ em mà đẻ đứa đầu xong rồi đẻ thứ hai, đẻ đứa đầu là mấy tiếng đồng hồ gặn nó không ra. Mà thằng Hùng Tâm cái đầu nó bự lắm. Phải rạch được cắt rồi này kia mới ra, xong rồi đứa thứ hai vô ngồi cũng sợ hãi. Hết vô. Tọt cao lúc nào không hay. Tọt một phát. Cái trò chơi này là khó nhất từ hôm bữa quay đến bây giờ. Là mẹ con là phải đi tìm trứng. Còn nhiệm vụ của ông bố là chỉ có ngồi và ăn thôi. Bởi vì phải đập ra cái trứng nè, phải mở cái vỏ ra, rồi lấy cái trứng ra chấm muối tiêu và mình ăn. Cực vô cùng. Ủa? Càng lâu càng tốt. Đây đang nói chuyện. Mẹ ơi, trứng. Hôm nay giờ hôm nay chuẩn bị có 6 trứng rồi. Rồi con đem cho ba, Rồi đưa lại cho mẹ, đem cho ba. Đi nào. Yeah. Cô ơi. Đi. Siêu quá. Mẹ đây, trứng con này đây. Đưa cho ba ăn nhá, đưa cho ba ăn. Cố lên. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Trời ơi, Winnie về kìa. Đừng có chạy, từ từ. Lấy trứng là con rất là căng thẳng. Tại vì con gấp quá con phải chạy. Nhưng mà chạy thì con sợ rớt quả trứng xuống. Trời ơi, vậy con 6 trứng mà là phải 16 trứng. Cái này là 16 trứng. Cho con cho ba con ăn đá luôn vậy nè. Trời đất ơi. Trên nhện lộn á. Cái lý gì đây? Rồi, không sao, con cứ để nha. Mẹ trên nhện lộn á. Mẹ đang cố tình đó con. Đi nhặt trứng thì Phương cũng diễn tả cho bé là bây giờ con phải chờ mẹ. Rồi mẹ sẽ rất khó khăn, mẹ đi mẹ lấy trứng. Mẹ đưa cho con một phát là con phải chạy thật nhanh về để đưa cho chú Quốc Nghiệp và cá sấu. Nhớ chưa? Sau đó thì con sẽ ăn cùng với mọi người, nhớ chưa? Thế là Lina rất là thích cái sự khiến cho Lina cảm thấy rất là phấn khích với cái thử thách đó. Thank you so much. Trời ơi, tôi ăn cái này tôi xỉu. Đi. Đây. Cái này nữa à? Yes sir. Bây giờ cho ba con tự luôn. Giỏi, cảm ơn con nha. Rồi, bây giờ nè, con ăn với ba nha. Ba ăn 10 trứng và ăn 6 trứng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn trứng nha các bạn. Anh vẫn được thời gian làm bạn. Đây, con ăn đi. Con ăn đi. Nè. Con cầm đây. Con đập. Đúng rồi. Rồi, lột ra đi. Thôi, bây giờ chúng ta ngồi xuống như ăn hộp vịt lộn vậy đi. Nó dễ nè. Đó. 5 phút ăn 30 sợi trứng. Mình cứ tưởng tượng nó là hộp vịt lộn đi, hoặc là hộp vịt lửa đó. Trời quá, em ơi. Yeah. Con ăn cái lòng đỏ. Muối. Con thích nhất là cái này. Với sức mạnh của sự hợp lực, thử thách này hoàn toàn nằm trong tầm tay của 5 gia đình. Anh mới ăn trái thứ hai à? Trái thứ hai, anh ăn lâu quá vậy chồng? Tại không có người lộn mà. Trời ơi. Cô thích ăn trứng lắm cho nên cô thấy ăn trứng không có khó giống mò trứng. Mình còn 1 phút ạ. À. Mọi người ơi, còn 1 phút. 1 phút thì em bỏ miệng đi. Nhà mình xong rồi. Yes sir. Yeah. Xong, cậu còn xong không nè? Xong luôn rồi. Đồ này cũng xong rồi. Con quá trời mà con sắp hết rồi. Đứa à, siêu quá vậy? Sắp hết một cái giỏ rồi.
chú tặng cho con thêm mấy trứng đó nè. Chú tặng cho con mấy trứng. Quay qua cho chú coi là con ăn xong rồi. Thả miệng ra. Rồi. Còn trái này nữa chú không ăn giùm đi. Trời ơi, kỳ ác thật. Xong hết rồi. Chưa hết thời gian, mọi người đã làm xong hết rồi. Có vẻ là mọi người rất là tận hưởng cái thử thách này và rất là dễ dàng. Em phải cho ăn trứng đà điểu đó, chứ còn trứng này thì nhầm nhò gì. Bây giờ 4 chiếc chìa khóa, ai sẽ là người đại diện lên ạ? Mời cô này. Một chiếc nha. Rồi. Có bên con qua lấy dùng ăn cho nó, lau tay cho. Con cảm ơn nha. Con ạ chú. Rồi. Rồi. Dạ. Ê, chiếc cuối này. Hả? Cho ạ chú nữa, bắt chiếc cô nè. Mọi người nhớ giữ thật kỹ những chiếc chìa khóa này nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách tiếp theo. Let's go. Yeah. Xin chúc mừng cả 5 gia đình đã nhận được chìa khóa. Cùng di chuyển đến thử thách tiếp theo thôi. Chào mừng mọi người đến với thử thách tiếp theo của chúng ta trong ngày hôm nay. Không để mọi người chờ lâu nữa, thử thách của chúng ta mang tên Một nhà làm chẳng nên non, năm nhà chụm lại lấy được chìa khóa. Thơ đó hả? Thơ hả? Thơ hay quá. Cái này của chương trình này, của MC vậy. Cái này của chương trình này, của MC vậy. Đây ạ, nguyên tờ kịch bản đấy ạ. Em đọc vẫn còn thấy sượng sượng cái mồm. Và luật của thử thách lần này như sau. Tổng cộng chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Lượt 1 và lượt 2 là 2 đội chơi. Và lượt 3 sẽ chỉ có 1 đội chơi mà thôi. Mỗi lượt chơi là một bé khác nhau nha mọi người. Thứ tự chơi của các cặp và thứ tự chơi của các bé tùy vào mọi người quyết định. Và các cặp chơi sẽ dùng tay làm kiệu cho các bé ngồi lên và di chuyển qua các chướng ngại vật như sau. Là chúng ta sẽ vượt qua một cái chướng ngại vật đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ đến với một cái xào. Trên xào đó có rất là nhiều bánh và nhiệm vụ của mọi người là phải nâng bé lên, không dùng tay. Nghĩa là các bé sẽ không được dùng tay và phải ăn được chiếc bánh đó. Và dùng 10 chiếc vòng của chúng ta vừa được phát lúc đầu để ném vào những chai nước sạch. Đó, nếu mà mọi người dùng hết 10 chiếc vòng mà vẫn chưa lọt vào chai nước xả đó thì mọi người sẽ bị đánh là trượt. Hoặc là trong thời gian quy định của chương trình hết giờ là mọi người cũng bị đánh trượt. Chính vì thế mà mình vừa phải nhanh vừa phải chính xác. Các bé sẽ là người ném những chiếc vòng đó vào những chai nước xả. Không được giúp từ bố mẹ, không được giúp từ bất kỳ ai hết. Và các bé sẽ phải là người ném 10 chiếc vòng đó nha. Và chúng ta sẽ có 5 phút cho thử thách lần này. Vậy thì bây giờ mọi người hãy cổ vũ cho hai gia đình đầu tiên của chúng ta được không ạ? Mini và Hồng Tâm đã sẵn sàng chưa? Rồi. Ba, hai, một, bắt đầu! Bắt đầu! Siêu quá. Lên. 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 Đúng rồi. Quá đơn giản với Hùng Tâm. Em chỉ sợ cái tay của chị Lan Phương đau cho nên mình phải cầm lại để mà nâng lên hết đưa về mình thì cuối cùng mình thấy tay mình đau hơn. Bởi vì nó nghiêng hết một bên. Quăng nè, con quăng dúng vào chai nè, gắn lên. Quăng thật chính xác nào. Con ném. Chờ người tới không? Càng chờ người tới càng tốt. Đúng rồi. Đó là một cái sự đoàn kết, cả ba người đều phải cố gắng thì Trang lại thích cái trò thứ hai đó. Mặc dù nó hơi nắng một chút xíu nhưng mà bé này cũng rất là hào hứng nha. Được lần đầu tiên được ngồi kiệu, ba mẹ kiệu rồi rướng lên ăn cái bánh ở trên cao rồi thả dòng. Đó cũng Trang nghĩ đó cũng sẽ là những cái trải nghiệm rất là vui với này. Rồi xong rồi. Bình tĩnh thôi. Thẳng lên không? Cho bình tĩnh. Em sợ chị nặng, em cho đúng không ạ? À, chị không nặng. Rồi. Đúng rồi.
Hoa Nam một cái rồi đúng không? Ngã và chưa được, ngã và chưa được. Cố lên nào. Đi ra đi đâu đi con. Nhẹ nhàng thôi con, nhẹ nhàng thôi. Bản thân mình nó vượt qua chúng mình. Hai đội đầu tiên của chúng ta đã hoàn thành rất xuất sắc rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hai bé tiếp theo ạ. Chơi, đi, 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 đi. Hay là mình chơi. Đấy thưởng ạ. À, sướng chưa nhá, cái bánh này nha. Tô tô. Rồi. Bạn hấp xuống. Chết rồi, dạ em lùn quá. Khó khăn á là về chiều cao. Tại vì nó hơi bị dày nè. Kiểu không được, tại vì không có đủ chiều cao đâu. Không đủ. Xuống lại. Mẹ đi, thiệt luôn á. Bên kia, rồi. Lên. Rồi. Rồi, mặt xuống nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Bắt đầu. Rồi, rồi, muốn anh em dẫn nha. Đúng rồi, ủa đi chắc đi nào, đi nào, đi nào. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok. Cao, cao lên, ba, ba màu, ba màu lên. Đội cao, quá đội cao, cho dễ thương, đội cao, cho dễ thương. Không được dùng tay, không được dùng tay. Không được dùng tay, không được dùng tay. Dùng tay, cái này. Ok, cái này, cái này. Ba màu lên. Không được dùng tay. Cả Corin và Bona thì đều rất là dễ thương và đều hợp tác một cách gây ngạc nhiên với tất cả mọi người trong cái trò chơi đó. Bình cắn được bánh là Bình vui nha. Cắn xong rồi lúc mà sau đòi cắn tiếp. Rồi cái phần mà ăn bánh á, trời mình không nghĩ là con bé có thể chơi được nha. Mình không nghĩ là Bona hiểu là không được lấy tay ăn hả, hồng táp táp yêu kinh khủng khiếp luôn. Nhưng mà rốt cuộc cũng ăn gian. Rốt cuộc cũng ăn gian. Con em hãy nha. Cái game này khó nhưng mà nhờ cái game này mình mới biết được là Bona bây giờ đã khôn lớn. Bona cũng hòa nhập được với mấy anh chị, thấy mấy anh chị chơi cái cũng chịu khó chơi cùng. Rồi cũng rất là để ý để biết cái thử thách đó như thế nào và tham gia cùng mọi người. Trời ơi, đại, mình có nói Thầy vô, thầy vô mấy cái bình vô. Thầy vô. Thôi đứng thảy luôn. Rồi đứng vô móc vô luôn đi. Cái gì vậy? Thả xuống. Cái gì vậy? Thả xuống. Chạy mà bổn vô kìa. Chạy mà bổn vô kìa. Rồi xong ra đây đứng thảy. Rồi thảy cái nữa. Thảy cái nữa. Hiện tại không có thế rồi, thật sự nó có thế là quăn được chắc chắn luôn. Hai ba. Rồi. Ba con một, hai, ba. Hai, ba. Không được.
Phương, cố lên nha con. Cố lên, cố lên, cố lên. Mọi người nhớ cái tập mà ở quán cà phê đúng không, là đối diện có hồ cá là bị hay ra quăng bánh cho cá mà quăng đúng xa luôn á. Mà tại không có thế rồi, thật sự nó có thế là quăng được chắc chắn luôn. Cố lên nha con, cái cố lên, cố lên, cố lên. Mà tại không có thế rồi, thật sự nó có thế là quăng được chắc chắn luôn. Chiếc vòng cuối cùng đã không thành công. Không được. Thua rồi. Nhưng mà hai bé và cả gia đình đã rất cho cố gắng. Chúc mừng. Nếu mọi người đã sẵn sàng rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu được không ạ? Yeah. 1, 2, 3, bắt đầu. Cao lên, cao lên, ngửa đầu cao lên cho họ. Cố lên, cao lên. Rồi, nè, nè, nè. Không được, không được. Không được, được rồi. Cắn một cái. Cái việc mà đưa con lên thì sẽ khó khăn hơn vì chiều cao của con chưa với được tới cái bánh. Thế cho nên là cả hai người cùng đưa lên, nhưng mà khi lên cao quá thì Phương sẽ không có đủ lực để giữ ở cánh tay nữa. Thì lúc đấy là Quốc Nghiệp đã dùng hết cái lực của mình để đưa Lina lên, và Phương chỉ có hỗ trợ đưa nốt những gì có thể lên thôi. Thì nhờ như vậy thì là chiều cao của Lina mới chạm được với tới cái bánh và con đã ăn được. Ném đi là con. Chìa khóa. Con ném tay phải, con ném tay phải. Hai tay luôn con, ném. Hai tay thấy rồi. Lên mạnh. Đúng rồi. Vậy đó con. Mạnh lên luôn. Đắp được rồi con. Đúng rồi, đắp được rồi. Bây giờ con thể ba cái một lúc luôn đi, nhiều khi nó vô đó. Để đi. Hai. Cái nữa. Đúng rồi, con chơi hai cái một lúc luôn. Rồi, con sao thảy vô cái đầu của con bình luôn á nha. Rồi, nhanh nha. Xin chúc mừng tất cả mọi người đã hoàn thành thử thách vừa rồi rất xuất sắc. Và 5 chiếc chìa khóa được trao về cho 5 nhà. Yeah. Và đó là trong trường hợp nếu mà mọi người đã thực hiện hết và đã ném chúng, nhưng mà chúng ta chỉ ném chúng vào 3 lượt thôi. Vậy thì chúng ta sẽ có 3 chiếc chìa khóa. Yeah. Vậy là sau thử thách này, 5 gia đình thu thập được thêm 3 chiếc chìa khóa. Cùng thẳng tiến đến với thử thách cuối cùng thôi nào. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với trạm cuối cùng của hành trình truy tìm kho báu ngày hôm nay. Và sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, ok. Và nhiệm vụ của thử thách lần này rất là đơn giản thôi. Đó chính là bố và mẹ sẽ cùng nhau đẩy phao có bé ngồi ở trên và cầm sẵn cần câu nam châm. Xung quanh hồ của chúng ta sẽ được thả rất là nhiều những chú cá có nam châm. Nhiệm vụ của mọi người đó chính là bố mẹ sẽ di chuyển phao, còn bé thì sẽ phải câu được 10 chú cá. Và lần này thì quy định thời gian của chúng ta càng ngày càng ít hơn. 7, rồi 5, và bây giờ sẽ là 3 phút mà thôi. Câu cá thì chắc chắn là này sẽ thích rồi, là tại vì được xuống nước. Được xuống nước, em bé nào thì cũng thích nước. Ok, còn bây giờ thì mọi người sẵn sàng chưa ạ? 1, 2, 3, bắt đầu! Mẹ con rất là thích bơi, cho nên con nhảy xuống một cái. Cái này trong khả năng của Bình, tại vì ở nhà là Bình đã chơi cái trò này nhiều lắm rồi, nhưng mà là nó ở trên mặt đất thôi, còn đây là ở dưới nước thì nó hơi kiểu trong trên xíu, nhưng mà trong khả năng của Bình, và Bình cũng kiểu chi kịp lắm. Hay con đi không cần thùng phao nữa. Đi không? Không, mẹ đã tay ra mẹ.
này nhảy ào xuống cái bà nhào tới mấy con cá, là coi như là sóng đánh mấy con cá dằn ra xa hết trơn. Bây giờ đâu có tới đâu. Mình kéo cái dây ngắn này mình xuống rồi, xuống đi, xuống đi. Dài cái đó dài nha. Rồi, 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 có cái cục này là ngay cái miệng nó có cục đó. Con đừng có tạo ra cái làn sóng quá, sóng sóng nhiều quá là nó sẽ đi mất, hiểu không? Câu gì vậy? Sao sao cái con này nó không dính nè, không có hít nè. Rồi. Bảy. Một. Một rồi. Nè nè con. Đúng rồi. Đúng rồi. Hào hứng hơn, vui vẻ hơn, tràn đầy năng lượng hơn, khuôn mặt của bé rạng rỡ tươi hơn. Đi đi, không cần dùng phao nữa. Không? Không. Đây. Yes sir, yes sir. Đây đây. Dạ quá. Đây đây. Lina sẽ chưa biết điều khiển, ví dụ cầm cái này nhấc cao lên để câu cá. Cho nên là thường là bé sẽ cầm cái đuôi của cái dây để bé đến gần hơn với lại cái điểm tiếp xúc của cái thanh kim loại ở trên cá. Đây 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 nào, con phải câu ra. Đúng rồi. Con nhấc lên, đưa đây các bạn. Đây đây. Một con. Còn nữa đi. Nhiều lắm. Tập trung một xíu nè con. Ba chỉ nha, con cầm thẳng đi, con cầm chỉ vậy thôi. Cầm một chỗ thôi. Rồi. Rồi ba con. Dạ thưa, con thích cả hộp bơi. Ba. Ba sao mà câu cá gì? Sao mà đưa về cho ba mẹ? Sao mà mình xả xuống chứ? Đưa cho mẹ. Đưa cho mẹ. Từ từ nha. Cảm ơn con. Ủa anh đủ hả? Đủ rồi. Hùng Tâm quá xịn luôn, bởi vì là Hùng Tâm suốt ngày chơi câu cá nha, từ cá bờ đến cá nước gì đó là Hùng Tâm cũng đều được câu. Một con. Kéo cái dây ngắn này. Hay quá, Hùng Tâm hay quá. Dài cái đó dài nha. Rồi, rồi, rồi. Có cái cục này là ngay cái miệng nó có hút đó. Sao sao cái con này nó không dính nè, không có hút nè. Rồi. Rồi. Một. Rồi. Một rồi. Rồi. Quá. Đúng rồi, cố lên. Hả? Rồi, đưa đây. Đúng rồi, cố lên. Mona là cực thích luôn. Cực thích luôn. Mona vừa thích câu cá nhá, mà còn vừa thích nước. Đi bơi nữa. Thích nước. Cái game đó chắc là game mà Mona cảm thấy thích nhất luôn á. Đúng rồi. Đó đây nè, tóc này hết rồi. Này này, con này dễ nè. Từ từ nha. Em đang kéo ra đúng rồi. 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 1, 2, 3, 4, 5 rồi con ơi. Con thích nhất là trò chơi cứu cá về sao. Con được bơi dưới nước mà con cũng được chơi trò chơi con gì. Đúng rồi, đúng chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đúng rồi. Rồi, lên. 1, 2, 3, 4, 5 rồi con ơi. Đi, mẹ không giúp đâu. Tay, đây nè, xíu thôi. Rồi, ok, thả ra rồi, mẹ thả tay. Cái cần câu nó đã sát cái miệng con cá rồi. Nhưng mà cái gió với lại cái phao nó cứ vậy nè. Thì mẹ có hỗ trợ, xong ba xíu là mẹ cầm cái tay ra, thả ra. Nhưng mà tới ba mẹ gần dính là mẹ đã thả rồi. Nè, con trai. Đó, quá giỏi. Cảm ơn, người ta năng mình hết kìa. Đúng rồi.
Mấy rồi? Lúc đầu người ta rất là đàng kiểu hoàng. Thật đúng không? Đúng rồi, cũng người ta thật. Đàng hoàng. Nhưng mà mãi cái kiểu cái càng công nó không nghe lời người ta chứ bộ. Thế là Bona mới bắt đầu phải cầm con cá lên gắn vào trong cái lưỡi câu đấy mà đúng đưa sang mẹ. Đúng là câu thiệt mà. Đấy thì anh bảo là đấy là cũng vừa bắt cá đúng không? Đó, cũng dính vừa bắt cá câu. Đúng rồi, mình vừa bắt cá mình vừa câu luôn, không phạm luật. Cá nhảy. Cá tươi quá. Cá tươi quá, cá nó nhảy từ bên này qua bên kia luôn kìa ơi. Cá to nhảy. Một con nữa 2, 4, 6, 8, 9 con này nữa là xong. Một con nữa là mình thắng rồi. Ok. Ủa là la. Con gì đấy? Con cua. À giỏi quá. Yes sir. Rồi trả về thôi. Dễ dễ dễ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Đủ chưa? À, đúng rồi, như vậy thôi. Từ từ về nhá. And then we swim more. Chú kiểm tra nhá, chú kiểm tra con mình nhá. Chú xin. Bơi nữa. Mười hai. Nếu mà nhà nào thiếu hai con thì sẽ được bù vào. Nhà em thường đưa chúng thừa. 10, 9 Hết giờ. Bảy. Quên cục tính giờ. Quên cục tính giờ. 2, 1 Ok, tất cả mọi người coi này. Ok, hết giờ. Vì vui quá nên là cả hai mẹ con đều quên mất thời gian. Mà lúc đấy Lina lại còn muốn được đi còn bắt thêm cá. Thế là đến khi mà nghe thì các chú bảo là đến nơi nhanh lên chỉ còn vài giây nữa thôi. Thì lúc đấy là cả Phương với bé mới vội vàng kéo nhau đi về. Thì cũng may là cũng vừa sát với thời gian kết thúc. Bây giờ đang có 22 con rồi. Bây giờ sẽ đếm của Bona được không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 con rồi. Với 2 con nãy của nhà chị Trang là 9. Nhưng mà vẫn không đủ. Nhà em thừa. Mang về được 8 con. Có 7 con à. 7 con hay 8 con? 7 con. Xong rồi tổng cộng các gia đình với nhau thì cũng không có đủ thiếu 1 con. Thiếu 1 con. Cho nên là không có chìa khóa cho gia đình Bruna. Bây giờ mình đếm tiếp ạ. 8, 9, 10 đủ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 đủ. Chỉ thiếu đúng 1 con thôi, tiếc thật. Đây con cá này nữa. Chúng ta có 5 gia đình và có 4 gia đình đã vượt qua thử thách lần này. Và chúng ta sẽ nhận thêm 4 chiếc chìa khóa tiếp theo. Xin mời đại diện của các gia đình lên nhận chìa khóá. Rồi, chắc mấy bà. Rồi, má vô kế bên lấy luôn đi. Chứ từ nhỏ nó đi. 4 chiếc. Mời anh. 4 chiếc. 1. Không, mình lấy xe kịp đi. 3, 4. Hết rồi. Cái nhỏ. Mình tính lấy làm cái. Mình lại hay quên quá. Ok, vậy thì còn 5 chiếc này là chúng ta không có cơ hội sử dụng. Vậy thì không biết rằng là trong những chiếc chìa khóa vừa rồi thì có chiếc nào là mở được kho báu hay không, thì chúng ta hãy cùng nhau xem nhá. Let's go. Aha, vậy là sau 3 chặng thử thách, tổng số chìa khóa các nhà thu thập được là 12. Để xem liệu chiếc chìa khóa mở rương kho báu có nằm trong số 12 chiếc này không nhé. Giờ thì kho báu thẳng tiến. Và bây giờ đến phần quan trọng nhất, đó chính là phần mở rương. Các gia đình sẽ thay phiên nhau lên và tra chìa khóa vào trong rương kho báu này. Cứ đúng thì cứ sai thì gia đình tiếp theo lại lên, và cứ thế đến khi nào tìm ra chiếc chìa khóa đúng thì thôi. Xin mời gia đình đầu tiên.
Cô đang đi thay đồ là hỏi kho báu đâu, kho báu con đâu. Không biết kho báu là gì nha, chắc lần đầu tiên thấy kho nghe báu từ kho báu. Nghe cái từ kho báu lên thấy một cái gì đó chắc là rất là mê hoặc rồi. Chị đang phun đi chị. Mọi yên tâm đi, tới cái cuối không được bay giật cho. Tới cái cuối không được bay giật cho. Rồi Linh Na nào. Được không ạ? Bất ngờ cho tất cả mọi người về cái sự may mắn của bé. May đỉnh mắn nhờ. Kinh khủng. Mà chọn đúng cái chìa khóa đấy, hàng bao nhiêu chìa khóa mà chọn đúng mà. Rồi, bây giờ mở cho hai bây giờ mở ra xem là bây giờ là gì nhá. 1, 2, 3 Ủa gì vậy? Tại vì con tưởng là trong đó quá trời quà luôn. Nhà đâu toàn là mấy cái bịt mắt. À, phần thưởng của mọi người chính là những chiếc bịt mắt này. Và thật ra là đâu có cần đâu mình ngủ đâu, được đấy, mọi người ơi, thật ra là còn bí ẩn nữa. Bây giờ mọi người hãy cùng nhau đeo chiếc bịt mắt này vào thì sẽ nhận được phần thưởng. Mọi người hãy bịt mắt lại đi ạ. Và đến 1, 2, 3 nha. Mắt còn đang mở nha. Mắt còn đang mở nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đến 20 được không ạ? 20 10, 18 đến chậm nữa. 19, 20 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Cái quà là vui thôi. Thế. Chỉ cần là một cái hình ngôi sao thôi, đó là món quà cho con, đó là đã vui rồi. Tại vì cứ nghĩ đó sẽ là một cái lời khen khi mà con làm dễ giỏi, hoặc là được muốn được mọi người khen, mọi người vỗ tay. Mỗi bé sẽ được nhận và chọn hai phần quà nhá. Bây giờ ai sẽ là người đầu tiên ta? Bona nhỏ nhất, Bona đi trước. Đúng con. Rồi, nhường Bona nè. Rồi, em bé trước nha. Bona trước là con ha. Bona rồi, xếp hàng. Bona ơi, Bona. Bona có chọn đi. Bona chọn đi. Bona con chọn hai món. Con chọn hai món. Con chọn hai món. Con chọn hai món. Chọn đi, có thể chọn món nào. Rồi, một cái nữa. Rồi, hai món nữa. Hai nữa, một cái nữa. Chưa, nghe ba nói chưa. Ok, rồi. Quà quá trời quà, chương trình thích thật ấy. Chương trình này, mê chương trình này tại vì lần nào đi cũng có rất là nhiều quà cho em bé hết trơn á. Bona rất là thích luôn. Rồi, bây giờ đến con Bình. Bây giờ tới con Bình nè. Rồi, con Bình lấy cái nào? Rồi, một. Rồi, một cái nữa. Rồi, chúc mừng tiếp nào. Một. Cái nào? Cái này không? Cái thùng to cơ. Cái quần đào quá vậy mà. Cần đi lừa nhá. Để con nghĩ chú. Có gì không to, không có gì đâu. Đâu? Rồi. Tiếp nào. Một. Chú là con không lấy, chú lấy nguyên chiếc xe luôn rồi này. Hai rồi, ok, cầm hai cái này. Và hai món này là của Hùng Tâm. To quá. Bây giờ mọi người hãy mở những món quà của mình ra được không ạ? Trời ơi, cái phao. Lúc mà con nhận hai món quà đó là con biết là con sẽ tặng cho hai em. Hồi lúc thôi nôi hai em con là con không có tặng em con cái gì hết. Mà con đã hứa là tặng cái nhà banh rồi. Cho nên tặng bồ thôi nôi em. Rồi, được lắm vậy. Vừa được vui chơi, vừa có quà mang về. Quả là một ngày chỉ toàn niềm vui với cả năm gia đình. Đây, con mở ra coi. 10 chai cơm vôi. Con thích không? Con thích không? Con thích cái gì? Combo. Ok. Con biết ngồi vào luôn này. Sẽ thử đấu chắc. Được rồi.
bé muốn. Rất là may mắn, một là cái xe scooter và Lina rất mê cái xe scooter đó. Rồi cái thứ hai là một chiếc túi màu hồng, đúng là cái màu hồng mà Lina thích. Và vừa rồi thì các bé và các gia đình đã có hết quà rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì mọi người cũng đã cố gắng và nỗ lực hết mình cho thử thách lớn khôn. Thì chúc mừng tất cả mọi người ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách tiếp theo của Thử thách lớn khôn. Chào mừng các gia đình đã đến với Pyjama Party ngày hôm nay của thử thách lớn khôn mùa 2. Một buổi Pyjama Party này là để chúng ta ngồi lại với nhau và cùng trò chuyện. Và đặc biệt là sau một quãng thời gian dài mà em thấy là mọi người đi chung với nhau thì chắc có nhiều điều muốn chia sẻ. Thì phần này có tên là vạch mặt nhau. Nghe là đã thấy là không là ngọt ngào gì rồi đó. Khi mà ban tổ chức chỉ vào một gia đình bất kỳ, đại diện ở trong gia đình đó sẽ bước lên và bốc câu hỏi ngẫu nhiên ở trên này và trả lời. Một cái không gian rất là chill. Tới, vừa mới tới thôi là mình đã cảm thấy là ôi trời, cái không gian này thích quá. Tại vì Trang rất là thích những cái buổi hội họp bạn bè mà ngồi dưới ánh đèn vàng lung linh rồi mình tâm tình nói chuyện với nhau. Bây giờ ai sẽ là người được chọn ạ? 3, 2, 1, bắt đầu. Trời, cái máy tự động. Gia đình anh đó anh Quốc Nghiệp. Bây giờ xem câu hỏi là gì nào. Ai là người hậu đậu nhất? Cái này phát lại về mệt lắm. Ai là người hậu đậu nhất có nghĩa là ai là người ở nhà là làm hay giống như là làm sai, làm rớt, cũng đụng cũng đổ. Đổ bể đó. Rồi. Con thấy ai là người mà hậu đậu nhất ở nhà? Mama. Cái này con nói nha, con phải chịu trách nhiệm lời nói nha. Chứ bà bác không có nói nha. Sáng mai con có thể qua nhà chú Quân ăn cơm rồi. Ủa chị Mai? Chị Mai mới nói gì chị Mai ơi? Thực sự ra thì trong nhà thì ai là hậu đậu ta cũng chẳng có thấy ai hậu đậu hết hà. Anh Nghiệp thì khâu vá cũng rất là khéo tay luôn á. Nói chung là chỉ có bà má là hay quên thôi. Nói chung là bà má là bị bệnh mất cái nhớ sao hay quên lắm. Thì bà má thì không thể nào hậu đậu được thì kỹ lắm. Anh nghĩ là thực sự ra người hậu đậu nhất là nhà ở nhà là anh. Bởi vì anh hay quên lắm. Thí dụ như là vợ anh đã đưa sẵn những cái hình 3-4 rồi để nộp cho cô giáo chủ nhiệm. Thì anh đã để lên xe rồi. Trong một tuần đó anh vẫn thấy cái hình ở trên đó mà cô không quên đưa cho cô. Không hiểu tại sao xong về bị vợ la. Nhưng mà em thấy anh có vẻ rất là tâm huyết. Câu hỏi này thì không biết là trong gia đình mình thì ai là người hậu đậu nhất ạ? Mời Winnie đi. Con cứ mạnh dạn lên. Ai là người hậu đậu nhất nhà? Con. Thấy chưa? Con đụng vô cái gì là rớt cái đó. Bây giờ ai nhì nè? Sao con là tới ai? Ai? Mạnh dạn lên. Sao nuốt nước miếng dữ vậy? Con nhìn con liếc vô mẹ nhưng mà con cũng nhìn thấy ba. Thôi bây giờ là ba không nhìn con luôn nè, con cứ... Con liếc vô mẹ nhưng cũng nhìn thấy ba, nói chung cả cái nhà ai cũng hậu đậu hết. Vậy câu hỏi tiếp theo ạ, ai sẽ là người lên bốc câu hỏi ạ? Mona ơi! Con nhìn thẳng kìa. Đây con đi ra đây không? Con em có cần ai dắt không? Oh. Em có cần ai dắt không? Em có cần ai dắt không? Chị Winnie dắt không em này? Em lên, đúng rồi, cẩn cái bếp con ơi. Trời ơi, hậu đậu nhất nhà đó. Rồi về. Rồi, đúng rồi. Coi chừng cái bếp nha này. Cảm ơn Mona ạ. Giờ mình vô đây ngồi. Lại nhầm gia đình. Một câu này dài này. Ai là người ngáy to nhất? Ngáy to nhất. Em... Anh. Em ấy... Anh vẫn còn video ngày xưa mà em ngủ em máy ấy. Xưa mà em ngủ em máy ấy. Hồi đấy bọn em là mới yêu nhau. Bọn em là mới yêu nhau anh chị ạ. Mà nhân ngủ, nhân kiểu há mồm ra ấy xong rồi. Thế em còn quay lại mà hôm sau em cho xem lại. Nhưng mà anh ngủ anh cũng ngáy. Nhưng mà ai mà ngáy to hơn. Sao biết được. Có trẻ ke không? Không. À có, à có. Ao này ngủ có cái miệng nằm ngang ngang, rồi cái môi thì dày, xong rồi đầu thì ơi vậy. Thôi, anh hiểu, anh hiểu, anh hiểu được con gái em. Anh cũng vậy, anh cũng vậy mà.
Ủa cái đó là dễ thương mà, mới đáng yêu nên muốn chia sẻ với mọi người. Không thể đáng yêu. Nào đại ca ơi, nhà đại ca thì ai là người ngủ ngáy to nhất ạ? Ai ngủ ngáy lớn nhất? Ai ngủ nha? Ai mà ngủ vậy? Ai vậy? Copy đúng rồi. Không mà nhà em là người ngáy to nhất. Em ngáy cỡ cái máy cài á, chứ không có thể nào mà nhỏ không được. Không, nhưng mà được cái em ngáy mặc dù lớn mà nó giống như một cái bài nhạc rất là hay. Em quen rồi, dạ 8 năm rồi, 8 không, năm. Không, nó mê thì nó mê. Mê mê nghe ta ngáy thì nói đi, có gì đâu. Em nói chị không nghe em ngáy là không ngủ được. Không Duyên, mê cái tiếng ngáy. Cho mẹ Ni đính chính lại là mẹ Ni quen, chứ không phải là thích, chứ không phải là ghiền nha ba nha. Là tại vì đó là 8 năm rồi mọi người. Thì bây giờ cái gì đó mà mình thấy lúc đầu nó cảm thấy giống như mình có cái gì mà mình thấy nó khó đó, thì theo thời gian đó là nó sẽ là quen. Rồi này, tới mình kìa con. Lên đi Quỳnh này ơi. Rồi bây giờ câu hỏi của bé Quỳnh này là gì? Ai là người chiều con nhất? Đâu, này trả lời đây, ai là người chiều con nhà nhất? Bớt nhìn con đi. Ừ, quay qua chỗ khác cho con nó trả lời tự nhiên nào. Trời ơi, một cái ánh mắt tình cảm. Không hề, em thấy là hơi đượm buồn chị ạ. Mẹ với bà nội. Thấy chưa? Trời ơi, ai mua trà sữa cho con uống nè? Ai đưa con đi học nè? Ai rước con về nè? Thấy chưa? Thì ba ai tâm sự với con này, tại vì mẹ mắc giữ em cho nên ba phải làm. Giờ ba hỏi con nè, ai gặp con buổi chiều nhiều nhất, đúng không? Vậy là rõ ràng là ba chiều con nhất rồi đấy. Vậy là rõ ràng là ba chiều con nhất rồi đấy chưa. Mẹ với ba nội hay làm gì mà con nhất định là chiều con nhất? Chen quay con My Kingdom lại cho con mua một cái mà con thích hà, cho nên họ phải lên ráp đặt. Nhiều khi gia đình nói hiểu với nhau thôi chú hiểu không? Nhưng mà đại loại như là có nghĩa là Nì thích cái gì thì mẹ sẽ mua cho Nì cái đó. Nina, ai là người chiều con nhất trong nhà? Poppy. Ông nội. Nhưng mà trong nhà Phương thì thật sự là ai cũng chiều bé, nhưng mà chiều trong khuôn phép. Đúng rồi, chứ không phải là muốn gì là được lấy. Không, gần như không bị nghe mắng, không bị chỉ trích, không bị cấm đoán con nhiều. Con biết cái gì mommy, tốt cho mommy, con và tin điều bố mẹ nói. Mommy, can you put the watermelon here? Okay, baby. Bây giờ câu hỏi tiếp theo đi. Rồi, gia đình mình kìa, lên lấy con trai. Rồi, con lên. Lên con. Cánh cờ. Tôi cho ba đi con. Thank you. Ai là người hay càm ràm nhất? Biết ai rồi đó. Thôi, ba tự trả lời đi. Ở chứ em hay nhăn lắm. Em nhăn dữ lắm luôn á. Nhiều khi em nhăn mà hai cái chân mày em ngay chỗ này có số 11 luôn à. Nghe không, còn nhăn nữa cũng có nữa. Mà em có em kiểu hay nói hoài, nói chung cái gì sai là em nói hết á. Nói chung cái gì xấu nhất là em nhận hết á. Phải không? Phải chị ơi. Đúng không, ở nhà Fable hay nhăn lắm chị. Em cũng hay nói hơi nói nhiều một xíu. Hay bị khó chịu á, bị nhăn nhiều lắm. Bị càm ràm có nghĩa là gì á? Có nghĩa là hay la. Hay khó chịu chuyện này chuyện kia. Gì đó, càm ràm. Ai này? Ai? Ở nhà mà ai hay càm ràm nhiều nhất này? Chú Đức Kỳ ở đâu? Chú Đức Kỳ đâu trong nhà mình đó con? Con chỉ kiểu này là chỉ kiểu ba. Chỉ ba, tại sao nè? Con nói cho mẹ nghe nè. Cái gì ảnh cũng càm ràm được hết. Nói chung thật ra là ảnh cũng kỹ tính lắm, cho nên lúc nào cũng càm ràm mình. Mà trong khi mình hả con cái leo nheo lóc nhóc, càm ràm hết chuyện này chuyện kia. Con thấy chưa? Thấy chưa? Con bị đem ra làm đổ thừa đó con. Chưa. Chứ nghĩ là cũng nên có một cái buổi để các ba mẹ ngồi mà tám chuyện với nhau, nói xấu nhau và nói xấu về con mình. Hai vợ chồng mà người này nói xấu người kia thì chắc chắn sẽ có một người tốt hơn mà, đúng không? Mình hãy nghĩ về cái cạnh tích cực đi. Vậy chúng ta sẽ đến với những câu hỏi những điều tiếp theo. Lina, ra đây, con có việc cho con rồi, nhanh lên, hay lắm, ra đây. Ui hay lắm, bây giờ nhá, mẹ đố con nhá. Con đi lên trên kia, con lấy cho mẹ một tờ, một cái thứ ở trong cái bình kia. 1, 2, 3, go. Đi từ từ thôi. Mẹ ơi, cái nào? Cái nào cũng được. Cái nào cũng được. Con suy nghĩ đi.
Rồi. À rồi. Rồi, cảm ơn con. Ở nhà bố hay mẹ là nóc nhà quyền lực nhất. Nếu mà bây giờ mà hỏi câu này cho David là chắc chắn anh bảo chị tự trả lời, thì bản thân chị cũng không thích làm nóc nhà. À, chị không thích nhưng mà chị phải làm. Ví dụ như mình chăm con, nghĩa là mình phải cố gắng hết sức để dành thời gian cho con này, dạy con này, mình vừa kinh doanh này, mình vừa làm diễn viên này, tất cả đều tự một mình. Thế cho nên là bản thân trong người lúc nào cũng có rất là nhiều trách nhiệm và nhiều điều cần phải suy nghĩ, và đôi khi là cái áp lực phải giải quyết ngay lập tức, vì nếu mà chờ nữa ấy, thì không ai giải quyết giúp mình, mà mọi chuyện nó không có cái gì diễn ra được. Nhưng mà những cái chuyện chung trong gia đình, ai là người thường là không phải đưa ra cái quyết định cuối cùng, mà là thường là người có ảnh hưởng lớn nhất đến những cái quyết định đấy? Thì đây là nóc nhà rồi đây. Nóc nhà đây. Nhưng mà vấn đề là đấy là cái điều mình muốn, nhưng mà cứ để làm chị không thích chứ không phải. Nghĩa là có thể là ai cũng không cần cái đấy, nhưng mà đôi khi mình muốn theo cách của mình thì là mình sẽ phải. Không, nhưng mà em thấy cái động tác chị là nóc nhà rồi. Chứ Phương tin chắc là nếu mà những người đàn ông biết chia sẻ với người phụ nữ, nhờ cố gắng để hiểu được tâm tư tình cảm của họ, hiểu được những trách nhiệm và những áp lực của người phụ nữ, thì người phụ nữ sẽ không như vậy đâu. Còn có một bên gia đình cũng có sự chênh lệch về chiều cao, nhưng mà ai sẽ là nóc nhà trong gia đình mình ạ? Trời ơi, nhìn vô là biết rồi. Em nói em là em khủng khiếp lắm á, mọi người không hiểu đâu. Em ho một tiếng là làm theo như em ho. Ho, ngồi là ngồi đấy không? Đâu có dám đứng lên. Đứng lên ơi, làm gì dám đứng. Ngồi cái chứ, đó. Ngoài ghê. Em được trời ban cho một cái phép màu. Nói chứ à. Nói chứ em nghĩ không ai là nóc nhà, nhưng mà em bình thường vợ em sẽ để cho em quyết định nhiều hơn. Nhưng mà cho em hỏi nhá, đây là từ một câu hỏi từ một người chưa có gia đình, muốn hỏi đến tất cả mọi người là thường thì trong việc chăm sóc con cái, việc nào nhàn nhất? Phương thấy là bây giờ việc giặt giũ quần áo trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Ngày xưa mẹ Phương vẫn hay kể là khi mà mùa đông giá rét ở ngoài Hà Nội này, hoặc là nhiều mùa là phải giặt rất là nhiều, rồi tay thì đau, rồi vò vì quần áo trẻ con còn rất là dễ bị dính bẩn. Thế là vò mãi, vò xong rồi thì phơi rồi nó sẽ bị nhăn. Nhăn xong ngày xưa cũng khi đi rũ như này mà nó cũng không hết nhăn, xong lại phải ủi. Còn bây giờ thì làm mình có cả một cái máy giặt, đúng không? Mình tống quần áo vào, mình phân loại ra, xong mình đổ nước giặt. Giặt xong thì mình lại có nước xả. Thì bây giờ có rất là nhiều các cái loại nước xả vải làm cho nó mềm quần áo. Không, thật ra chị nói em mới để ý luôn á. Chứ nhiều khi cái đó nó thường quá đối với tụi mình rồi á. Thành ra là tụi mình cứ nghĩ là nó cứ bình thường thôi. Nhưng mà rồi. Nếu mình sống cái thời trước. Đúng rồi. Mà nhất là ngoài miền Bắc cơ mọi người, mùa lạnh thì thôi rồi đấy. Đúng rồi, lạnh cóng hết cả tay lại. Xong rồi còn ủi quần áo mà ngày xưa làm gì có tiền mà ủi, đúng không? Bó cục thang áo mà nhăn nhọ. Ừ đúng rồi. Bó cục thang vô cái may. Ừ chắc làm. Còn bây giờ là nhiều khi các cái loại nước xả vải là nó đã làm cho quần áo ít ra đó. Là ở nhà chị thật sự là quần áo rất ít khi phải ủi, trừ phi là kiểu quần áo đi làm thì là sẽ phải ủi thôi. Không, nhưng mà em thấy rõ ràng bây giờ là nếu như mà mình thêm một cái bước xả nữa thôi là chắc chắn là quần áo thơm nè, rồi mềm nữa, thành ra là yên tâm kinh khủng luôn. Nhưng mà mọi người thấy mặc dù chúng ta rất yêu con, nhưng mà đúng là khi không có con thì chúng ta khỏe hơn. Chúng ta nói được nhiều chuyện hơn. Đó, cho nên là cái thử thách của mỗi gia đình đấy là phải tìm được sự cân bằng. Thì khi mà mọi người đều để cho các con ra chơi ở một chỗ, thì lúc đó thì các ông bố bà mẹ vẫn cảm giác mới thoải mái nhất. Khi là chính mình dành toàn bộ cái năng lượng của mình để nói chuyện với những ông bố bà mẹ khác. Và cái lúc đó là lúc mà Phương bắt đầu cảm thấy kết nối rõ nhất với lại các gia đình. Họ lúc trước là Hưng nói là không sẵn sàng nè, nhưng mà bây giờ cũng sẵn sàng đó. Đúng. Đâu cũng vào đó thôi, cứ rồi. Trải nghiệm. Tự nhiên chúng ta sẵn sàng. Biết đâu mùa ba em lại là ngồi đây. Đúng rồi. Và ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ kết thúc buổi ngày hôm nay ở đây. Thì sẽ có một cái thử thách vào đầu ngày mai dành cho các bố. Ông bố nào sẽ là ông bố đến đầu tiên? Nicky cũng rất là băn khoăn đây. Rồi, chơi nha, 3 vòng ạ. Nhanh. Anh vô là anh về Sài Gòn liền. Đâu? Đúng cái cần siết không? Ôi, người ta đúng cần siết luôn ấy. Đó luôn. Thank you.
Nani? Tại vì là 6 giờ hơi sớm nên là ekip có thi thầm với em bảo là 6 rưỡi đến 7 rưỡi làm cho mọi người thêm được 30 phút. À, tại sao ekip vậy không nói để quay. Các ông bố sẽ phải đến địa điểm quy định của chương trình và thực hiện thử thách để giành lấy suất ăn sáng cho gia đình mình. Trời ơi, không là trời ơi, em chứ còn nhịn đói đó chứ không. À, đói thì ăn hoa với bắp. Sáng cũng phải dành đi ăn sáng. Bình thường mọi người ngủ dậy vào lúc mấy giờ ạ? Em toàn dậy sớm, 5 giờ sáng đã dậy nấu ăn đi chợ cho. Bình thường á, không, này là đến 9 giờ hơn nha. Là 4 giờ là em dậy trước hơn. Kêu dậy để đi tập thể dục. Anh rồi. Anh chạy bộ ở nhà em. Làm đến 5 giờ xong anh em bắt đầu đi. Đúng, đúng, đấy, đúng. Đến buổi trưa em sang nhà anh Nghiệp thì thấy anh Nghiệp đang ngủ. Nếu mà ai mà ngủ quá cái khung giờ đó thì sẽ gặp một chút bất lợi trong những thử thách tiếp theo vào ngày mai. Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon và sẵn sàng cho những tập tiếp theo của Thử Thách Lớn Khôn. Chuyên gia tới đây. Sau một chuỗi hành trình của Thử Thách Lớn Khôn mùa 2, chúng ta đã có thể quan sát thấy điều gì ở các bạn nhỏ của chúng ta cũng như là ở các gia đình vô cùng đáng yêu. Bona đã rất là năng nổ, hoạt bát, đáng yêu, thậm chí còn nói được nhiều hơn, tốt hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Đó quả là một hành trình lớn khôn thật sự mà chúng ta đã có thể quan sát được thấy ở một em bé nhỏ như là Bona. Bên cạnh đó thì em bé Cô Bình càng về sau chúng ta thấy cái sự dạn dĩ của Cô Bình nó cũng được phát huy nhiều hơn. Cô Bình dường như là con đã ra được khỏi cái vùng an toàn ở nhà và con có những cái trải nghiệm thiên nhiên, những cái hoạt động vận động nhiều hơn. Và chúng ta có thể thấy là bằng cái việc có những cái trải nghiệm đa dạng và thú vị thì một em bé nhỏ đã khôn lớn nhanh như thế nào. Tiếp theo đến với em bé Lina. Bằng cái việc là con được vui chơi cùng với các bạn bè đồng trang lứa, con có những cái trải nghiệm đa dạng và thú vị thì cũng sẽ giúp cho tất cả mọi khả năng của con, từ khả năng ngôn ngữ, khả năng giao tiếp, những cái cung bậc tình cảm và cảm xúc của con nó sẽ được đa dạng hơn. Đối với Hùng Tâm, đến những tập cuối cùng thì những cái biểu cảm trên gương mặt của Hùng Tâm đã rất là đa dạng và rất là đáng yêu. Chúng ta đã thấy một cậu bé thật sự lý lắc, có những cái suy nghĩ rất là hài hước và những cái biểu cảm vô cùng sinh động và thú vị. Vậy thì thật ra Hùng Tâm có lẽ không phải là một cậu bé quá là nghiêm trang và nghiêm túc và nghiêm nghị như chúng ta đã có ấn tượng từ ban đầu. Và cuối cùng đó là Queenie. Cái sự hoạt bát và tinh nghịch và lúc nào cũng năng nổ, muốn giúp đỡ tất cả mọi người, giao lưu với tất cả mọi người. Chúng ta thấy rằng Winnie chính là một cái nguồn năng lượng vô cùng tích cực và đáng yêu cho cả chương trình trong suốt từ đầu đến giờ. Bằng một cách nào đó, những đứa trẻ của chúng ta đã có thể học hỏi thêm được những kỹ năng mới, phát triển được những cái khả năng mà từ xưa đến giờ ba mẹ nghĩ là con mình chưa thể. Vì vậy, chương trình Thử Thách Lớn Khôn không chỉ mang đến cho chúng ta những giây phút vui vẻ đâu, mà nó còn là những cái trải nghiệm mà chúng ta có thể thấy là các bậc cha mẹ cũng có thể ở nhà áp dụng cho con mình như thế nào. Và cả những cái suy nghĩ, những cái cách nhìn nhận về hành vi, cách cư xử, tâm tư, cảm xúc của các bạn nhỏ như thế nào, để chúng ta có thể từ đó cùng nhau thắt chặt cái sợi dây tình cảm ở trong gia đình các bạn nhé. Hành trình của Thử Thách Lớn Khôn sẽ kết thúc với đêm tiệc trưởng thành ở tập 10. Một đêm tiệc sẽ dẫn dắt bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc để kết lại một mùa 2 đầy trọn vẹn. Vậy nên, đừng quên đón xem tập cuối Thử Thách Lớn Khôn sẽ được phát sóng vào lúc 19h30 thứ 6 ngày 27 tháng 1 năm 2023 trên kênh HTV7 nhé! Comfort cho da nhạy cảm, thêm một bước xả, nhân đôi thơm mềm, hân hạnh tài trợ chương trình Thử Thách Lớn Khôn mùa 2. Comfort cho da nhạy cảm, hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thử Thách Lớn Khôn. Chỉ cần mạnh mẽ chút thôi, một chút nữa thôi, sẽ không.